Trên đường về,
dòng mang tên chuỗi ngọc vàng kính, chính là hội dòng dấu yêu của tôi đây. Tình chị em tiếng nói yêu thương gửi tới, dẫu có xa xôi ngàn lối vẫn nhớ nhau trên đường về. Cộng đoàn, hôm nay toàn thể giáo hội hân hoan mừng kính Đức Maria vinh hiển lên trời cả hồn lẫn xác, cũng là cơ hội để chúng ta cất cao lời ca tụng tạ ơn về những ân phúc nhiệm màu mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Và qua mẹ, Thiên Chúa không ngừng thi ân giáng phúc cho chúng ta. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ, một mẫu gương quảng đại dâng hiến trong sự tin yêu, phó thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Tạ ơn về những của lễ đầu mùa chính là 18 chị em tập sinh mà Chúa đã yêu thương tuyển chọn. Để rồi hôm nay, noi gương mẹ là người nữ đầu tiên tận hiến đời mình cho Chúa, các chị sẽ chính thức bước vào đời sống mới, đời sống của những người nữ thánh hiến trong hội dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa. Tạ ơn vì biết bao ơn phúc lành Chúa đã không ngừng tuôn đổ trên hội dòng qua từng biến cố, nơi mỗi hành trình dâng hiến của người nữ tu Mân Côi, để hôm nay chị em quy tụ về đây, hiệp với cộng đoàn dâng lên Chúa hiến lễ tạ ơn được kết về từ những chặng hành trình dài 75 năm, 60 năm và 25 năm cùng Chúa sống trong giao ước tình yêu. Nơi các chị mừng lễ hôm nay, tạ ơn Chúa đã ghi khắc những dòng chữ ân phúc sống động trên trang sử của hội dòng qua sự can đảm, quảng đại dâng hiến, qua những dấu chân hăng say dấn thân phục vụ cho tin mừng tình yêu theo linh đạo Mân Côi của các chị. Hòa chung niềm vui tạ ơn, chúng ta cầu nguyện cho các tân khấn sinh và các chị mừng lễ hôm nay được luôn trung tín trong giao ước với Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Vậy giờ đây, chúng con kính xin Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc của các chị em và toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân tuyển chọn cao quý này. Kính mời cộng đoàn đứng và hướng về đoàn rước. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ chủ tế. Thứ tự đoàn rước: thứ nhất, hương trầm; thứ hai, thánh giá nến cao; thứ ba, quý sơ tuyên khấn lần đầu; thứ tư, quý sơ mừng kỷ niệm khấn dòng; thứ năm, chị phụ trách tập viện; thứ sáu, ban quản trị dòng; thứ bảy, quý cha đồng tế; thứ tám, đức cha chủ tế. Nhịp nhàng từ
Trăng sao mẹ tiên bước lên cho
Vinh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn, ơn gọi tu trì nam cũng như nữ trong hoàn cảnh ngày hôm nay đang gặp khủng hoảng. Nhiều hội dòng ở châu Âu không còn ơn gọi nữa, người ta phải tìm ở vùng châu Á hoặc châu Phi. Ở Việt Nam chúng ta, ơn gọi vẫn còn nhưng cũng đang có dấu hiệu giảm dần, càng ít người đi tu. Đó hôm nay một số chị em chúng ta khấn lần đầu, rồi một số chị em chúng ta mừng Ngân Khánh, Ngọc Khánh và 75 năm khấn dòng nữa. Đây là những ơn gọi rất là quý báu. Chúng ta trong thánh lễ này hiệp ý tạ ơn Chúa với quý chị, với gia đình, với hội dòng và với giáo hội nữa. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho quý chị đây luôn luôn được trung thành với Chúa, hăng say trong sứ vụ, để qua đời sống của quý chị mang nhiều ân ích đến cho các phần rỗi các linh hồn. Giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng dâng thánh lễ lên Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người hiền lành. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Tác giả sách Khải Huyền mô tả cuộc giao tranh giữa sự thiện và sự dữ, giữa người phụ nữ và con mãng xà. Cuối cùng, vương quyền của Thiên Chúa đứng về phía sự thiện. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Đó là lời Chúa. Oh,
Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu và những ai liên đới với Người sẽ được Thiên Chúa cho sống. Đó là lời xét tín của Thánh Phaolô Tông Đồ. Chúng ta sẽ được nghe trong đoạn thư sau đây. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà mình.
Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành phúc âm. Kính thưa quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Nhưng trong bối cảnh một số chị em chúng ta tuyên khấn mừng ngân khánh, mừng kim khánh, hồi nãy tôi hỏi 75 năm gọi là gì, gọi là kim cương khánh, do đó mà tôi xin chia sẻ với các bạn chị em không nghiêng về Đức Maria mà nghiêng về một vài ý tưởng về ơn gọi tu trì của ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, giáo hội luôn cần ơn gọi linh mục tu sĩ nam cũng như nữ để cộng tác với các giám mục lo cho đoàn chiên của Chúa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, giáo hội chỉ cần những linh mục tu sĩ thánh thiện thôi. Linh mục tu sĩ mà không thánh thiện thì chẳng những không giúp gì cho giáo hội mà còn gây nhiều nguy hại nữa. Ngày nay, chẳng những ơn gọi nam cũng như nữ đã giảm đi, mà việc nhiều tu sĩ, nhiều chúng sinh và thậm chí cả linh mục từ bỏ ơn gọi của mình cũng có dấu hiệu gia tăng. Có nhiều lý do khác nhau khiến người ta từ bỏ ơn gọi của mình. Nhưng hôm nay tôi xin mời gọi quý ông bà anh chị em, chúng ta nhìn lại hai cái lý do chính thường gây khó khăn cho đời tu mà nhiều người không vượt qua được, đành bỏ ơn gọi của mình. Cái đầu tiên đó là gì? Đó là tôi nói hai cái lầm tưởng. Lầm tưởng thứ nhất đó là người ta cứ mang một cái tư tưởng trong đầu mình khi đi tu đó. Tôi thường đặt cái câu là tôi cứ tưởng. Nghĩa là gì? Nghĩa là theo Chúa, người ta đã có sẵn những cái kế hoạch trong đầu của mình, những cái khuôn mẫu riêng của mình, buộc Chúa, buộc giáo hội, buộc nhà dòng đáp ứng theo cái nhu cầu của mình đó. Nếu chúng ta nhìn vào trong Tin Mừng thì chúng ta cũng sẽ thấy thời Chúa Giêsu cũng rất nhiều người sai phạm cái này. Họ đi theo Chúa, bắt Chúa đáp ứng cái nhu cầu của họ. Thí dụ như dân chúng, đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu, họ mong được chữa lành, họ mong được có bánh ăn. Nhưng mà khi Chúa Giêsu mời gọi họ đi bước xa hơn, chẳng hạn như là mời gọi họ tin vào trong bài giảng bánh hàng sống, hoặc là Chúa Giêsu nói theo Chúa thì phải đi theo con đường khổ giá, thì nhiều người không thể chấp nhận, họ bỏ Chúa. Rồi không chỉ là dân chúng mà các môn đệ hoặc là các tông đồ cũng vậy. Các môn đệ, thí dụ như hai môn đệ làng Emmaus, chúng ta cũng thấy đi theo Chúa mà các ông cứ nghĩ là gì. Khi mà câu chuyện đó Chúa hỏi đó, thì hai ông nói chúng tôi nghĩ là ông Giêsu đó, ông sẽ đến để giải phóng dân Israel mà theo kiểu chính trị. Nhưng mà khi Chúa Giêsu chịu nạn rồi, cái ước vọng của họ nó tan đi, cái suy nghĩ của họ nó tan đi, thì họ cảm thấy thất vọng. Và thậm chí các tông đồ cũng vậy, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta thấy theo Chúa cũng có cái tham vọng riêng. Thí dụ hai người con ông Giê-bê-đê thì đòi được ở hai cái vị trí quan trọng khi mà Chúa được vinh hiển. Và thậm chí ông Phê-rô khi theo Chúa cũng nghĩ là Chúa phải đi theo con đường này, theo ý của mình. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu tiên báo thương khó, đi vào cuộc khổ giá, thì ông cản Chúa, bởi vì cái ý của Chúa không đúng như cái ý của ông. Thưa quý bạn chị em, do đó mà những người này đó, khi đi theo Chúa mà cái điều họ cứ tưởng không xảy ra như họ muốn thì họ lại thất vọng, họ thất bại, thậm chí là có nhiều người quay lại chống Chúa nữa. Người ta quên một điều là gì? Theo Chúa không phải là bắt Chúa thỏa mãn những cái kế hoạch, những cái yêu cầu của mình,
mà là theo Chúa bằng cách là mỗi người phải tìm cách khám phá ra Chúa mỗi ngày, khám phá đòi hỏi của tin mừng để mình cố gắng sửa mình đi để mà đáp ứng theo những cái đòi hỏi của tâm linh. Ngày hôm nay cũng vậy, trong cái lầm tưởng này cũng xuất hiện trong nhà tu. Nhiều người theo Chúa cũng có những cái tính toán riêng vậy, cũng có những cái mẫu riêng cũng vậy, đòi hỏi Chúa, đòi hỏi giáo hội, đòi hỏi nhà dòng phải đáp ứng theo vậy. Tôi lấy thí dụ một vài cái. Thí dụ như họ tưởng đời sống thánh hiến sẽ mang đến cho họ một sự an toàn về vật chất, nhưng vào nhà vào dòng thì luật đòi buộc phải sống độc thân khó nghèo, thì điều đó đôi khi làm cho người ta cảm thấy khó chịu và thậm chí thất vọng nữa. Rồi người ta cứ tưởng là làm linh mục, tu sĩ thì nhiều người sẽ ngợi khen, nhiều người tôn trọng, không ai dám đụng chạm tới mình. Nhưng mà khi đi ra thực tế trong công việc mục vụ, nhất là ngày hôm nay, không khéo thì gặp bị chống đối vân vân, những hiểu lầm thì cũng làm cho người ta rơi vào thất vọng. Rồi nhiều người cứ tưởng là trong cộng đoàn tu trì đó toàn là những người thánh thiện đạo đức, nhưng mà vào trong đó thì không phải vậy. Cứ biết bao nhiêu người mà trước đây mình thần tượng là như là mẫu gương sự thánh thiện, nhưng mà sống gần thì khám phá ra nhiều cái thiếu sót, thì điều cứ tưởng đó nó không thành sự thật, làm cho người ta cũng thất vọng đi. Do đó chắc chắn còn nhiều điều mà người ta khi theo Chúa mà ta cứ tưởng vậy, nhưng mà thực tế thì nó không phải vậy. Không khéo điều này nó sẽ cản trở cho đời sống ơn gọi của chúng ta. Như vậy chúng ta phải làm sao? Đừng có thất vọng. Đừng có thất vọng. Cái quan trọng là chúng ta hãy bỏ những điều chúng ta tưởng nó đi, bỏ những cái khuôn mẫu nó đã định hình trong đầu của chúng ta đi, để chúng ta chỉ có một cái khuôn mẫu duy nhất trong tâm trí của chúng ta, đó là Thiên Chúa. Mỗi ngày tôi cố gắng trở nên giống Chúa. Rồi hãy khám phá ra Chúa mỗi ngày và hãy thay đổi chính mình, chứ không phải là bắt giáo hội, bắt nhà dòng thay đổi theo ý của mình. Có thay đổi như thế thì mỗi người chúng ta mỗi ngày mới có thể trở nên giống Chúa và thực sự là những người đi theo Chúa. Cái lầm tưởng thứ hai trong đời tu đó, nó cũng mang cái nét tốt lắm, nhưng mà không khéo thì cũng dễ rơi. Đó là giữa Chúa và công việc của Chúa. Đó là cái lầm tưởng thứ hai. Đa số ơn gọi của chúng ta có động lực là gì? Đó là thông thường là động lực, nếu mà tốt đó, đó là sứ vụ tông đồ. Muốn đi, tôi thí dụ như tôi muốn đi truyền, tôi muốn đi tu để tôi đi truyền giáo, tôi được phục vụ tha nhân, tôi xả thân cho người nghèo, tôi tận tâm cho việc giáo dục, vân vân. Tốt, đi tu vì ý hướng đó tốt. Nhưng mà nó chưa có ổn lắm. Bởi vì trong đời tu đó, điều quan trọng nhất mà người ta thường nhắm đến là gì? Không đơn giản là chỉ phục vụ, mà là Chúa. Khi chúng ta chỉ nhắm đến những việc truyền giáo, phục vụ tha nhân đó, thì chúng ta chỉ nhắm đến cái công việc của Chúa thôi, chứ chưa phải là Chúa. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu chọn các tông đồ, Ngài chọn mà tin mừng Marco nói rõ ràng, chọn các ông để các ông ở lại với Chúa, rồi sau đó mới sai họ đi. Hay có nghĩa là ở lại là gắn bó với Chúa, chọn chính Chúa, sống với Chúa, rồi sau đó sai đi mới là đến cái công việc của Chúa ở phía sau. Mà trong thực tế chúng ta thấy là gì? Dấu dân chúng ta thường có gì? Thường đánh giá cao những người có thành tích tông đồ. Thí dụ họ khen các cha, trời ơi cha đó giỏi dữ lắm, xây biết bao nhiêu cái nhà thờ rồi. Và thậm chí có những người khen các cha đó những cái chuyện không có dính líu gì đời sống linh mục. Trời ơi cha đó ông đẹp trai dữ lắm, cha đó ông hát hay dữ lắm, ông chẳng dính gì đời sống linh mục cả. Rồi người ta cũng đánh giá về những cái khả năng khác, sơ này giỏi về nhạc, giỏi về cái này cái kia. Điều đó cũng không sao, nhưng mà nó cũng có nguy cơ, thưa cộng đoàn. Bởi vì đánh giá này có nguy cơ làm cho những người đó, đó linh mục hay tu sĩ đó, dễ dàng chạy theo cái công việc của Chúa, chạy theo cái hiệu quả công việc hơn là chính Chúa. Và khi mà chạy theo như vậy, đời sống của họ đó, giả sử như cái công việc nó được bình an, nó tốt đẹp hoài đó, thì không sao cả. Nhưng mà khi gặp thất bại,
gặp thất bại gì một chút, không khéo thì chính những người đó sẽ té ngã. Bởi vì bên trong thực sự thiếu đi cái nền tảng, đó là chính Chúa, ha, chính Chúa. Do đó điều quan trọng đó là gì? Đi tu phải chọn Chúa là tất cả, chứ sau đó mới tới công việc của Chúa. Hành trình ơn gọi của đời tu của chúng ta nhớ không được đo lường bởi tính hiệu quả và thành công của các hoạt động tông đồ hay là những cái tài năng riêng, nhưng là phải dựa trên kinh nghiệm về Chúa. Chúa là tất cả. Phải kinh nghiệm về Chúa. Cái kinh nghiệm này nó soi sáng, nó kích hoạt bất cứ cái đời sống hoặc hoạt động nào của người tu sĩ. Mọi sứ vụ, mọi tận tụy tông đồ, mọi khát vọng hiến mình cho các linh hồn đều phải được phát sinh và nuôi dưỡng thường xuyên bằng cái kinh nghiệm này. Chúa là tất cả. Kinh nghiệm Chúa là tất cả, nó phải đi trước và nó gắn liền với cái sứ vụ. Kinh nghiệm này nó không chỉ là khởi điểm trong đời tu mà nó còn phải là đích điểm nữa. Mỗi ngày dù công việc gì cũng phải vươn tới kinh nghiệm Chúa là tất cả, gắn bó với Chúa. Mọi sự đều qua đi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Tuổi tác, chức vụ, công việc trong đời tu của chúng ta có thể thay đổi, nhưng mà chỉ có một điều không thay đổi, đó là chính Chúa. Hôm nay chúng ta thấy ở đây có các em tuyên khấn mới bắt đầu bước vào hành trình đầu tiên của đời tu. Rồi có những chị đã trải qua đời tu khá dài, 25 năm. Rồi có các chị trải qua 50 năm khấn. Rồi thậm chí có người là 75 năm. Có nghĩa là cái chặng đường nó thay đổi rất nhiều. Và trong cái quá trình đó có thể thay đổi rất cái nhiều chức vụ mà công việc mà mình đảm nhận. Nhưng có một điều xuyên suốt trong hành trình đó là gì? Chúa, Chúa là tất cả. Do đó trong đời tu, xin quý chị chúng ta hãy nhớ, chúng ta phải tìm Chúa trong mọi công việc tông đồ. Và tất cả công việc chúng ta, công việc tông đồ đó cũng phải quy hướng về chính Chúa. Thưa quý bạn chị em, tôi cũng thích coi bóng đá lắm. Nhưng mà tôi là fan hâm mộ của Manchester đó. Bữa hôm tuần lễ nào mà Manchester nó thua đó, tụi nó buồn lắm, làm việc nó không có chạy. Mà bữa nào nó, tuần nào nó thắng là phấn khởi lắm. Nhưng mà tôi thích ông huấn luyện viên ngày xưa đó, ông Alex. Ông nói một câu mà tôi cũng suy nghĩ rồi. Có khi có lần nó có người Manchester thua thì người ta phỏng vấn và nói, thì ông trả lời một câu. Ông nói phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đẳng cấp mới là mãi mãi. Cái Manchester hôm nay nó thua, nó chỉ là nhất thời, nó do phong độ thôi, chứ không phải là đẳng cấp. Nhưng mà nó chiến thắng hoài. Cái lý do là MU nó thắng hoài, lâu lâu nó thua một trận, người ta hay báo chí hay dòm dầu đánh nó lắm. Nhưng cái câu này tôi rút ra trong đời tu của chúng ta. Đời tu của chúng ta là gì? Tôi nói như thế này. Chức vụ chỉ là nhất thời, đời tu của chúng ta đó mới là mãi mãi. Tôi nãy tôi lấy cái ví dụ cắt sơ. Chức vụ có thể hôm nay tôi làm giám tập, tôi làm giám tỉnh, tôi làm bề trên gì đó. Nhưng mà chức vụ nó chỉ là nhất thời thôi, một lúc nào đó chúng ta sẽ xuống. Còn cái đời nữ tu của chúng ta mới là mãi mãi. Dù chúng ta mới bước vào đời tu tới, chứ chúng ta ở nhà hưu, tất cả đều là nữ tu. Mới đây tôi có nghe một cái câu chuyện của một nữ tu đang làm giám tỉnh, mới hết nhiệm kỳ rồi, ở lại nhà dòng được nghỉ một năm, mà nghỉ chưa hết một năm xin đi ra cộng đoàn. Hỏi lý do làm sao? Nói là sống không nổi ở trong này. Hỏi lý do làm sao sống không nổi? Lý do là bây giờ về đây nhập vô cộng đoàn nhà chung, mà chứ cái chị trưởng cộng đoàn đó bắt phải báo cáo sổ hàng tháng giống như các chị em khác, chịu không nổi, làm kỳ quá. Thì tôi mới khuyên một câu, nói tại vì chị vẫn coi chị là giám tỉnh, chị vẫn coi chị là giám tỉnh, chị không chấp nhận được. Nếu mà chị coi chị là nữ tu thì chị sẽ chấp nhận được. Chị hết chức rồi, hết công việc rồi,
mà bây giờ chị là nữ tu, mà là nữ tu chị phải theo tất cả những cái quy định của như một nữ tu bình thường. Mà tôi nghĩ là chị càng phải theo nữa, càng phải theo, bởi vì chị trước đây làm giám tỉnh là chị thường nhắc các chị em mình làm điều đó, đúng không quý chị ha? Giờ chính chị phải làm cái điều đó để làm gương nữa, không chấp nhận được. Bởi vì luôn luôn trong đầu tôi vẫn là giám tỉnh, khó. Do đó vẫn nghĩ mình là chức vụ thôi. Tôi lặp lại, chức vụ chỉ là tạm thời, nữ tu mới là mãi mãi. Rồi chúng ta ở đâu cũng là nữ tu. Do đó thưa cộng đoàn, đặc biệt là các chị, hôm nay cái dịp khấn hoặc là kỷ niệm, chúng ta đừng quá nhấn mạnh đến cái công việc của Chúa mà quên đi cái việc kết hiệp với Chúa. Hay nói cách khác là chúng ta đừng nhấn mạnh cái công việc của Chúa mà quên đi điều quan trọng là chính Chúa. Đức Hồng Y Thuận đã khuyên một câu như thế này: đừng nhầm lẫn Chúa với công việc của Chúa, vì việc của Chúa chưa phải là Chúa. Khi Chúa muốn, con phải hy sinh việc của Chúa để chọn chỉ một mình Chúa mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho quý chị khấn và mừng lễ hôm nay, và cách chung không chỉ cho các chị mà cho các vị lãnh đạo trong giáo hội, quý đức cha, quý linh mục, quý tu sĩ luôn biết đặt nền tảng đời tu của mình trên kinh nghiệm Chúa là tất cả. Được như thế thì chúng ta tin chắc rằng đời tu của những người này sẽ sinh hoa trái và sẽ mang nhiều ơn ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen. Chúng ta cùng đứng lên đọc kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, lần đầu.
kính mời cộng đoàn ngồi. Nghi thức tuyên khấn lần đầu được bắt đầu bằng việc xướng danh các ứng sinh. Việc này cho thấy ơn gọi tu trì không chỉ do thiện ý của từng cá nhân, nhưng trước hết là do Thiên Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của hội thánh và hội dòng. Chị phụ trách tập viện giới thiệu các ứng sinh. Chị Maria Teresa Đặng Thị Trúc Mai. Dạ, con đây. Chị Maria Francisco Salesio Nguyễn Thị Bích Thắm. Dạ, con đây. Chị Maria Thánh Linh Nguyễn Thị Lệ Mỹ. Dạ, con đây. Chị Maria Marta Nguyễn Thị Ngân. Dạ, con đây. Chị Maria Teresa Avila Đinh Thị Kiều Diễm. Dạ, con đây. Chị Maria Emmanuel Trần Thị Lily. Dạ, con đây. Chị Maria Thánh Tâm Lê Thúy Hiền. Dạ, con đây. Chị Maria Ferro Phạm Thị Kim Loan. Đây. Chị Maria Thánh Tâm Nguyễn Thị Kim Nguyên. Dạ, con đây. Chị Maria Anna Đoàn Thị Kim Thủy. Dạ, con đây. Chị Maria Emmanuel Lê Thị Thu Hà. Dạ, con đây. Chị Maria Ngô Thị Hồng Nhung. Dạ, con đây. Chị Maria Teresa Nguyễn Thị Kim Thê. Dạ, con đây. Chị Maria Francisco Assisi Phạm Thị Hương. Dạ, con đây. Chị Maria Nguyễn Thị Diệp. Dạ, con đây. Chị Maria Raphael Trần Thị Thu Hiền. Dạ, con đây. Chị Maria Joan Nguyễn Thị Kiều Loan. Dạ, con đây. Chị Maria Christopher Đỗ Thị Mai. Dạ, con đây. Chị có biết rõ những chị này đáng tuyên khấn chăng? Kính thưa Đức Cha, kính thưa chị bề trên tổng quyền, con xin giới thiệu đây là các chị em sẽ tuyên khấn lần đầu hôm nay. Kính thưa Đức Cha, sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện, cũng như đã tham khảo ý kiến các vị hữu trách liên hệ và chị em toàn dòng, con xin xác nhận những chị này được coi là xứng đáng. Đức Cha chủ tế thẩm vấn các tập sinh. Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Kính thưa Đức Cha, chúng con xin được khấn trong dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa để phụng sự Chúa theo luật dòng này. Vậy các con đã hiểu rõ lời khấn của dòng này chưa? Chúng con đã hiểu rõ, dòng này khấn giữ ba lời khuyên phúc âm theo truyền thống đời sống tu trì trong giáo hội. Các con đã hiểu rõ sứ vụ của dòng này chưa? Chúng con đã hiểu, sứ vụ của dòng là hiến thân cho việc tông đồ truyền giáo của giáo hội bằng việc rao giảng tin mừng và giáo dục đức tin, đặc biệt cho người nghèo trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, từ thiện, xã hội và mục vụ tông đồ. Các con có vui lòng làm các việc ấy không? Nhờ ơn Chúa, chúng con rất vui lòng. Các con thân mến,
Nhờ bí tích rửa tội, các con đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Vậy các con có muốn kết hợp với người cách chặt chẽ hơn bằng một đời sống mới do việc khấn dòng không? Thưa con muốn. Các con có muốn sống đời trinh khiết để thánh hóa bản thân, để xây dựng nước Chúa cách hữu hiệu hơn không? Thưa con muốn. Các con có muốn vâng lời bề trên và trung thành tuân giữ hiến luật của hội dòng không? Thưa con muốn. Các con có muốn sống đời nghèo khó theo hiến luật dòng dạy không? Thưa con muốn. Xin Thiên Chúa toàn năng đối thương ban ơn thánh người cho các con. Amen. Đức Cha Chủ Tế dâng lời nguyện xin, kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa đối nhìn đến các nữ tỳ Chúa đây. Hôm nay trước mặt hội thánh, họ khấn giữ các lời khuyên phúc âm và cố gắng bước theo con Chúa. Xin cho đời sống của họ làm vinh danh Chúa, đồng thời mưu ích cho phần rỗi muôn người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phần tuyên khấn. Kính mời cộng đoàn ngồi. Sau thời gian học hỏi, tu luyện, cầu nguyện và tìm thánh ý Chúa, từng bước các chị đã khám phá ra ý nghĩa của đời dâng hiến và những đòi hỏi của việc sống ba lời khuyên phúc âm, tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp cho quyết tâm và chọn lựa của mình. Giờ đây, các chị sẽ công khai tuyên khấn trước sự chứng kiến của Đức Cha Chủ Tế và toàn thể cộng đoàn. Con là Maria Teresa Đặng Thị Trúc Mai. Con là Maria Francisco Salesio Nguyễn Thị Bích Thắm. Con là Maria Thánh Linh Nguyễn Thị Lệ Mỹ. Con là Maria Marta Nguyễn Thị Ngân. Con là Maria Teresa Avila Đinh Thị Kiều Diễm. Con là Maria Emmanuel Trần Thị Lily. Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, con đã quyết tâm tận hiến đời con cho Chúa và nguyện suốt đời bước theo sát Chúa Kitô hơn. Nên trước mặt Đức Cha Chủ Tế, trước mặt chị em trong hội dòng và trong tay chị bề trên tổng quyền Maria Teresa Nguyễn Thị Tịnh Khiết, con tuyên khấn một năm sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục theo hiến luật dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, con quyết tâm cùng với chị em trong hội dòng thực thi đức ái trọn hảo và cùng mẹ Maria Mân Côi sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Con là Maria Ngô Thị Hồng Nhung. Con là Maria Emmanuel Lê Thị Thu Hà. Con là Maria Anna Đoàn Thị Kim Thùy. Con là Maria Thánh Tâm Nguyễn Thị Kim Nguyên. Con là Maria Phêrô Phạm Thị Kim Loan. Con là Maria Thánh Tâm Lê Thúy Hiền. Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, con đã quyết tâm tận hiến đời con cho Chúa và nguyện suốt đời bước theo sát Chúa Kitô hơn. Nên trước mặt Đức Cha Chủ Tế, trước mặt chị em trong hội dòng và trong tay chị bề trên tổng quyền Maria Teresa Nguyễn Thị Tịnh Khiết, con tuyên khấn một năm sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục theo hiến luật dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, con quyết tâm cùng với chị em trong hội dòng thực thi đức ái trọn hảo và cùng Mẹ Maria Mân Côi sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Amen. Con là Maria Teresa Nguyễn Thị Kim Thê. Con là Maria Francisco Assisi Phạm Thị Hương. Con là Maria Nguyễn Thị Diệp. Con là Maria Rafael Trần Thị Thu Hiền. Con là Maria Joan Nguyễn Thị Kiều Loan. Con là Maria Christopher Đỗ Thị Mai. Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, con đã quyết tâm tận hiến đời con cho Chúa và nguyện suốt đời bước theo sát Chúa Kitô hơn. Nên trước mặt Đức Cha Chủ Tế, trước mặt chị em trong hội dòng và trong tay chị bề trên tổng quyền Maria Teresa Nguyễn Thị Tịnh Khiết, con tuyên khấn một năm sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục theo hiến luật dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, con quyết tâm cùng với chị em trong hội dòng thực thi đức ái trọn hảo và cùng Mẹ Maria Mân Côi sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Đức cha chủ tế làm phép khăn lúc, kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa làm phép những khăn lúc mà các tân khấn sinh sẽ đội trên đầu như dấu chỉ được thuộc trọn về Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị bề trên tổng quyền trao khăn lúc cho các khấn sinh. Kính mời cộng đoàn ngồi. Các em hãy nhận lấy những khăn lúc này như dấu chỉ các em hoàn toàn vâng phục Đức Kitô và hiến thân phục vụ hội thánh. Đức cha chủ tế dâng lời nguyện, kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha toàn năng, hôm nay các nữ tỳ Chúa đây dâng mình cho Chúa Kitô bằng lời khấn dòng. Xin ban cho họ luôn biết nhiệt tâm phụng sự Chúa trong đời sống cầu nguyện, trung thành với sứ mạng loan báo ân cứu độ của Chúa và tận tình yêu thương mọi người.
Xin cũng bảo vệ gia đình Chúa và đối thương cho chúng con biết hợp lòng cầu nguyện cho các chị em chúng con đây là những người đang dâng lên Chúa của lễ đầu mùa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chị bề trên tổng quyền tiếp nhận khấn xin. Các em thân mến, qua việc tuyên khấn hôm nay, các em đã hoàn toàn, các em đã thuộc về Chúa Kitô và thuộc về hội dòng. Các em hãy đem cả đời sống của mình cùng với chị em trong dòng để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Kết thúc nghi thức tuyên khấn lần đầu. Kính mời cộng đoàn ngồi. Tiếp theo là nghi thức kỷ niệm ngân khánh, ngọc khánh và kim cương khánh khấn dòng. Kính mời các chị kỷ niệm ngân khánh tiến lên. Khấn dòng như một bản tình ca tạ ơn ngân dài trong cuộc sống. Nhìn lại một chặng đường dài đã qua, các chị đã cảm nghiệm sâu sắc về tình thương của Chúa tràn trề trên cuộc đời mình. Đây không chỉ là một hành trình được đong đếm bằng những con số của thời gian, nhưng là hành trình đức tin của những người ý thức được sự hèn yếu mỏng giòn của mình và luôn được Thiên Chúa yêu thương. Đến trước thánh nhan cha để tôn thờ, ngợi khen và yêu mến. Chúng con xin dâng lên cha lời cảm tạ vì muôn hồng ân cha hằng tuôn đổ trên chúng trong suốt cuộc đời, nhất là trong 25 năm sống đời thánh hiến đã qua. Chúng con được lãnh nhận biết bao ơn lành của cha qua giáo hội, qua hội dòng thân yêu, qua cha mẹ, anh chị em, các ân nhân, bạn hữu và tất cả những người chúng con phục vụ. Chúng con nài xin cha thứ tha những lỗi lầm thiếu sót của chúng con và giúp chúng con mỗi ngày biết quyết tâm đổi mới,
sống trung thành với cha hơn. Giờ phút này, cậy vào tình thương nhân hậu của cha, chúng con xin lặp lại lời cam kết, hiến dâng trọn cuộc sống cho cha, nhiệt tâm phục vụ giáo hội và các linh hồn, trung thành với đời sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục theo gương Chúa Kitô. Xin mẹ Maria Mân Côi giúp chúng con trung thành với Chúa cho đến trọn đời. Amen. Kính mời các chị Ngọc Khánh 60 năm khấn dòng và Kim Cương Khánh 75 năm khấn dòng tiến lên dâng lời kinh cảm tạ. Hồng ân nối tiếp hồng ân, những năm tháng đong đầy ký ức của ân sủng. Hôm nay, dù đôi chân con không còn khả năng rong ruổi trong sứ vụ truyền giáo, nhưng tim con vẫn nồng cháy tình yêu dâng hiến. Tuổi xuân, ngày nào khi con bé nhỏ, con đã vững tâm trông cậy nơi Chúa và lung tung bàng xa mọi đời sẽ bóng sớm than hơi, nguyện Chúa thương chưa bỏ con dù khi con đã già nua. Thiên Chúa là Cha toàn năng, con xin hợp với mẹ Maria Mân Côi là mẹ của con để dâng lên Cha tâm tình cảm tạ tri ân về muôn hồng phúc Cha tuôn đổ trên cuộc đời dâng hiến của con trong suốt những năm tháng qua. Ngày tuyên khấn lần đầu, con đã hăng say và thành tâm dâng hiến cuộc đời để phụng sự Cha và phục vụ các linh hồn. Rồi thời gian trôi qua, với tuổi đời, con đã có nhiều bất trung, nhiều lỗi lầm thiếu sót, nhưng Cha vẫn thương tha thứ và nâng đỡ, giúp con vững tâm sống trong đời thánh hiến cho đến hôm nay. Với lòng biết ơn thẳm sâu, con thành tâm lặp lại ước nguyện ban đầu, sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, thề hứa trung thành bước theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Con xin dâng lên Cha Hội Thánh toàn cầu và hội dòng thân yêu của con, cùng các ân nhân, thân nhân và những người đã nâng đỡ con trong suốt những năm sống đời thánh hiến. Lạy Cha, qua lời cầu bầu của mẹ Maria, xin thương chúc lành thánh hóa và hướng dẫn những ngày còn lại của đời con
và giúp con làm trọn thánh ý Cha cho đến hơi thở cuối cùng. Amen. Đức Cha Chủ Tế dâng lời nguyện, kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đứng an bài mọi sự và cai quản mọi người, xin nhìn đến các nữ tỳ Chúa đây là những kẻ ao ước củng cố việc dâng mình cho Chúa, và xin cho họ mỗi ngày một thêm khăng khít liên kết với mầu nhiệm hội thánh, và cho họ biết hy sinh hiến thân phục vụ gia đình nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kết thúc nghi thức kỷ niệm khấn dòng. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, lời thưa xin vâng của Đức Maria đã được thành toàn trong ngày Thiên Chúa ban cho mẹ đặc ân lên trời cả hồn lẫn xác. Với niềm hy vọng mai sau cũng được cùng mẹ hưởng kiến tôn nhan Chúa và cùng chung tâm tình tạ ơn với các chị em tuyên khấn và mừng lễ hôm nay, chúng ta cùng thành tâm dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin. Bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong hội thánh, đặc biệt là Đức Cha Chủ Tế và quý cha đồng tế thánh lễ hôm nay, luôn bước đi trong bình an và ân sủng của Chúa Thánh Thần, để qua sự hăng say dấn thân với sứ mạng Chúa trao, các ngài trở nên những khí cụ mang lại sự nâng đỡ, ủi an cho người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ bị bỏ rơi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tân khấn sinh hôm nay, để lời khấn của các chị cũng sẽ được sinh hoa kết quả trong tình yêu với Chúa, cùng sự tận tâm phục vụ tha nhân theo đặc sủng và linh đạo mân côi. Nguyện xin Chúa thương tiếp tục nâng đỡ, hằng ấp ủ cuộc đời các chị được luôn kiên trì và trung tín đến cùng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì người đã hiện diện, đồng hành và nâng đỡ các chị trong suốt chặng hành trình 25 năm, 60 năm và 75 năm qua. Nguyện xin Chúa thương tiếp tục chúc lành và hun nóng ngọn lửa mến yêu nơi tâm hồn các chị, giúp các chị mãi luôn ở lại trong tình thương của Chúa, để trở nên những của lễ đẹp lòng Chúa và sống một đời thánh thiện, an vui, hạnh phúc. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Chúng ta cùng cầu xin tình yêu và ơn Thánh Chúa mãi luôn phù trợ, gìn giữ các vị ân nhân, thân nhân của các chị tuyên khấn và kỷ niệm khấn dòng, cùng tất cả những ai đang âm thầm phục vụ hay đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, để nhờ ơn Chúa, mọi tâm hồn luôn được phúc bình an và gia tăng lòng tin yêu
hy vọng vào tình thương cứu độ mà Chúa hứa ban. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa, Chúa ban cho Đức Maria đặc ân lên trời cả hồn và xác, vì mẹ đã tin vào lời Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ, luôn tin tưởng vào quyền năng và tình thương Chúa, cùng nỗ lực tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, để ngày sau cùng được phúc thiên đàng với mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cộng đoàn ngồi. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thai nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mộ, vì người đã sinh hạ con cha yêu quý là đứng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi cha và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tiêu nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tê thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sư Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giáo phận chúng con, Đức Cha Phêrô Chủ tế và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha thương đến các chị em chúng con đã vì Cha mà từ bỏ tất cả. Xin cho họ một niềm tin sống động để họ tìm thấy Cha trong muôn vật muôn loài và đem hết sức mình đáp lại nhu cầu của anh chị em. Xin nhớ đến anh chị em chúng con đã qua đời an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, 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 amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: con nguyện dân Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Quy lực và vinh quang là của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Những ân tình xuống từ trên.
dâng ngập bao ý thơ, vì Ngài thương chọn con lúc con xa xưa. Bước đi giữa muôn người, đem lòng bên tô thắm môi cười, đem tình Chúa thương yêu thứ tha vào đời. Những ơn tình Chúa dành cho con, qua dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn An Tòa, chỉ đại diện mừng lễ hôm nay sẽ thay mặt cho hội dòng và thân nhân của các chị em tuyên khấn và mừng lễ hôm nay, dâng lời cảm tạ Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Kính thưa Đức Cha Phêrô, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ. Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, bạn hữu và toàn thể cộng đoàn phụng vụ đang hiện diện hoặc đang tham dự trực tuyến thánh lễ tạ ơn và tiên khấn. Thật là một niềm vui lớn cho hội dòng chúng con, đặc biệt là 18 em tuyên khấn lần đầu và các chị em mừng ngày kỷ niệm khấn dòng hôm nay, khi lần đầu tiên chúng con được đón tiếp Đức Cha tại nhà của mình. Chúng con cảm ơn Đức Cha đã đến chủ sự thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con. Trong bầu khí thân thương, trang trọng và sốt sắng của ngày lễ tạ ơn, sự hiện diện đông đầy nghĩa tình của quý cha đồng tế cho chúng con nhận ra dấu chỉ của tình thương Chúa và sự hiệp nhất trong giáo hội mẹ. Chúng con hết lòng tri ân quý cha. Cha mẹ, anh chị em và họ hàng thân thuộc kính mến, niềm vui và ân phúc của chúng con hôm nay là những góp nhặt từ sự hy sinh và lời cầu nguyện âm thầm của cha mẹ cùng những vất vả của các anh chị em trong gia đình. Tất cả những nghĩa cử yêu thương ấy, chúng con xin nguyện khắc ghi. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng và lấp đầy những khoảng trống trong gia đình khi chúng con xa nhà. Cảm ơn các anh chị em đã thay chúng em chăm sóc cha mẹ ở nhà, để chúng em an tâm đáp trả lời mời gọi theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến mân côi. Trong tâm tình nhớ ơn, chúng con cũng hướng về cha mẹ và những người thân đã qua đời, xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con bên tòa Chúa. Quý tu sĩ, ông bà và anh chị em, bạn hữu thân mến,
quý tu sĩ, ông bà, anh chị em và các bạn là một phần đời rất quan trọng của chúng con trên hành trình ơn gọi cao quý. Tạ ơn Chúa vì chúng con đã được đồng hành, gặp gỡ và làm việc chung với quý vị, luôn được tạo điều kiện trong mỗi hoàn cảnh và mỗi thời điểm khác nhau trong đời tông đồ để cùng nhau thi hành những sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó. Xin cảm ơn về sự hiện diện của quý vị rất nhiều. Lời tuyên khấn hôm nay của 18 khấn sinh như một minh chứng cho một niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa của các chị em. Đây cũng là một khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình theo sát Chúa Kitô hơn trong ơn gọi mân côi. Trên hành trình này, chắc chắn các tân khấn sinh sẽ có những lạc hướng, những tranh vênh trong những chọn lựa hàng ngày, những thách đố của thời cuộc và của chính thân phận yếu hèn nơi chị em. Kính mong Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn nâng đỡ bước đầu đời dâng hiến của các em trong lời cầu nguyện. Vẫn biết rằng mỗi ngày trong chuỗi đời dâng hiến đều là những ngày tạ ơn. Nhưng dịp mừng Ngân Khánh, Ngọc Khánh và 75 năm khấn dòng hôm nay quả là mốc thời gian quý báu, là cơ hội thuận tiện để chúng con nhìn lại hành trình đã qua mà dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ, cũng như tri ân gia đình, ân nhân, bạn hữu và những ai đang đồng hành với chúng con trong ơn gọi dâng hiến. Kính thưa Đức Cha, Quý Cha Đồng Tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện, nhân ngày lễ tạ ơn hôm nay, với tất cả lòng thành và yêu mến, chúng con một lần nữa nói lên tâm tình cảm tạ, tri ân Thiên Chúa và tất cả mọi người có liên hệ với chị em chúng con trong suốt dọc dài quãng đời dâng hiến. Dù mới chớm nở như các em khấn sinh hay đã 25 năm, 60 năm và 75 năm, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành cho tất cả. Chị em chúng con xin chân thành cảm ơn. Cách riêng kính xin Đức Cha đón nhận tâm tình biết ơn của chị em chúng con qua những cánh hoa tươi thắm này. Sau thánh lễ, hội dòng chúng con xin được đón tiếp Đức Cha và Quý Cha tại sảnh lầu 1, quý tu sĩ tại phòng hội sảnh trệt, quý gia đình và quý khách trong khuôn viên sảnh trệt. Và chúng con cũng xin Đức Cha và Quý Cha chụp với chị em chúng con một tấm hình lưu niệm ở gian cung thánh. Chúng con xin cảm ơn. Mời quý chị ngồi. Không biết con có được nói nữa không, không biết. Hôm trước có liên hệ về nghi thức lễ thì cái chị phụ trách liên hệ xin con gửi cái chương trình, thì trong đó có sao cái cảm ơn này có con nói ít lời, thì con mới xin cho con miễn cái phần này đi, con tập trung vô trong cái bài giảng thôi. Thì chị đó mới nói là lâu lâu Đức Cha mới có dịp một lần thôi, xin có ít lời với chúng con, mà chắc con nói thêm chút cũng không sao đâu ha. Trước hết thì con xin cảm ơn hội dòng. Đây là lần đầu tiên con được đến đây biết dòng mân côi này, rồi được vinh hạnh nữa là được chủ tế thánh lễ hôm nay. Có rất đông quý cha, có rất đông quý sơ, quý anh bà và anh chị em, con xin cảm ơn. Rồi
Con cũng xin chúc mừng quý sơ, rồi cách đặc biệt là quý sơ tuyên khấn, quý sơ 25 năm, 60 năm, 75 năm. Con thấy rất là xúc động khi thấy có sơ 75 năm mà lúc đó con không biết con đang ở đâu là sơ đã khấn dòng rồi. Rồi chúc mừng gia đình với ông bà cố đã quảng đại dân mình, con mình cho Chúa. Nhưng mà như đã nói thì xin tiếp tục cầu nguyện cho các quý sơ đây trong hành trình sắp tới. Rồi con cũng xin gợi thêm đặc biệt cho quý sơ cái điểm như thế này. Xin quý ông bà chị em chúng ta tiếp tục cầu nguyện không chỉ cho quý sơ, trong bài giảng con nói là cho quý cha, cho các giám mục nữa, cho tất cả những người tu trong này. Xin hai điểm sau đây. Điểm thứ nhất là cầu nguyện cho tất cả những người theo Chúa được trung thành. Như con nói nãy, có rất nhiều ngày hôm nay đã những thiếu ơn gọi rồi, mà còn có những người bỏ ơn gọi của mình nữa ha. Do đó ơn đầu tiên đó là xin được trung thành. Rồi điều thứ hai xin đó là gì? Xin được nhiệt thành. Bởi vì trong đời tu chỉ trung thành thôi chưa đủ, trung thành thôi chưa đủ, phải nhiệt thành nữa. Do đó Đức Thánh Cha Francisco có nói đó, ngày hôm nay một trong những cái tệ nạn, một cái dở của linh mục, của các tu sĩ là gì? Là đó là cái sự ương lười, thiếu nhiệt thành. Rồi một giám mục ngày có nói là các linh mục trong giáo phận tôi mà chịu khó làm mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ chịu làm việc thì tôi sẽ có một cái giáo phận rất là sinh động. Nhưng mà thực sự chứng minh điều đó, thưa quý ông bà và anh chị em, đối với Việt Nam chúng ta đó, có vẻ như không có thiếu các linh mục, không có thiếu nữ tu, nhưng mà thiếu những người nhiệt thành. Thiếu những người nhiệt thành. Do đó chúng ta cầu nguyện xin giúp cho các giám mục, các linh mục, các nữ tu có được cái sự nhiệt thành trong cái sứ vụ mình, trung thành và nhiệt thành. Như vậy thì mới đem hưởng ích lại cho giáo hội. Và điểm cuối cùng con xin gửi đến màn hình ảnh ngày hôm nay, gợi nhớ cho con những cái thế hệ bước đầu vào đời tu, thế hệ 25 năm, 50 năm, 60 năm. Và hồi nãy các sơ mà cho cảm ơn Chúa cuộc đời dân hiến, mình có hát một cái đoạn hát đó, nghe xúc động lắm, phải không? Nghe xúc động là từ khi còn trẻ tới khi tóc bạc da mồi, tới khi hơi sức tàn hơi rồi, xin Chúa giúp cho đừng có bỏ con. Con nghe câu đó thì con nói chắc Chúa không có bỏ mình đâu, mà sợ mình bỏ Chúa thôi. Do đó cầu xin mình đừng có bỏ Chúa, chắc chắn Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Nhưng mà điểm mà con muốn nói nữa là gì? Con muốn nói là xin quý sơ đó, chúng ta có một cái sự nối kết trong các thế hệ. Các thế hệ trẻ như các sơ mới khấn này, nhớ chúng ta có được ngày hôm nay những cái cơ sở, những cái sinh hoạt của hội dòng, những gì chúng ta có hôm nay đó là do đâu? Những người đi trước, trong đó có quý chị 50 năm, 60 năm, đặc biệt là có quý sơ 75 năm. Những người trước đây là vất vả, ngày hôm nay mới có chúng ta, có được những cái mà chúng ta tận hưởng ngày hôm nay. Rồi đối với quý chị mà đang trong cái giai đoạn làm việc, cái tuổi mà cái tuổi mình đang lãnh đạo làm việc, thì cũng nên nhớ điều đó. Rồi hướng đến tương lai sau này, chúng ta thấy quý sơ lớn tuổi đó, trước đây 75 năm trước hoặc là 60 năm trước, 50 năm trước là những người giống như chúng con đây nè, cũng rất là tràn trề phấn khởi vậy đó. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, thì bây giờ các sơ đó là không còn cái sức làm việc như nữa. Do đó chúng ta thấy các sơ tuổi già, không phải như Đức Giáo Hoàng đó, bây giờ là văn hóa gọi là vứt bỏ đó. Người ta coi chừng vứt bỏ, mà vứt bỏ con người nữa. Vứt bỏ là những cái con người mà không còn khả năng làm việc, coi chừng chúng ta loại trừ đó, chúng ta bị cái đó. Hay do đó chúng ta trân trọng những người lớn tuổi. Rồi chúng ta cũng nhớ một điều, bây giờ chúng ta về, 20 năm sau nữa chúng ta sẽ 25 năm mừng Ngân Khánh, 50 năm chúng ta về, rồi ngày nào đó chúng ta cũng sẽ già như vậy, thì lúc đó thế hệ đàn em chúng ta nó sẽ bước lên.
bước lên, tiến tới, tiến tới. Do đó có một cái sự liên kết như vậy. Dù trong hoàn cảnh nào, dù trong độ tuổi nào, chúng ta hãy trân trọng với nhau. Hướng đến các em nhỏ thì chúng ta trân trọng để dìu dắt các em. Hướng đến những người lớn tuổi chúng ta quý mến, cảm ơn những người đó đã có công dung đắp cho hội dòng chúng ta. Và nhất là những người đương nhiệm thì chúng ta cố gắng, thời gian bây giờ chúng ta làm hết sức, không chỉ cho bây giờ mà cho thế hệ con em chúng ta sau này nó sẽ đón tiếp nữa. Còn đối với quý sơ đã lớn tuổi, hồi nãy con nghe đọc có cái lời là bây giờ chúng con không có khả năng sức để mà đi truyền giáo đi gì nữa. Nhưng mà tuổi già nó có giá trị của tuổi già. Quý sơ hiện diện trong nhà dòng với cái sự đó, nhất là qua cái lời cầu nguyện của mình cho hội dòng. Cái cách đặc biệt là những nữ tu trẻ tuổi nên học những người già, những cái kinh nghiệm sống của những người lớn tuổi, hay họ kinh nghiệm, ngay cả những cái kinh nghiệm thất bại nữa, họ sẽ để lại cho chúng ta. Điều đáng quý của người tuổi già là vậy, để lại kho tàng quý báu cho con em mình sau này. Một lần nữa con xin cảm ơn hội dòng tạo điều kiện cho con đến đây. Cảm ơn quý cha đã hiệp dân thánh lễ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, cách đặc biệt cho quý sơ tuyên khấn và những ngày kỷ niệm của ngày hôm nay. Con xin hết. Giờ đây chúng ta đứng lên nhận pháp lành của lễ. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa đã làm nảy sinh và phát triển trong lòng chị em ý định tận hiến cho người. Xin Chúa ban ân sủng giúp chị em ngày một can đảm hơn để trung thành đáp lại lời người kêu gọi. Xin Chúa làm cho chị em nên dấu chỉ và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trước mặt mọi người. Ở trần gian này Thiên Chúa đã ban cho anh chị em được gắn bó với Đức Kitô, mai sau trên thiên quốc xin người cũng thương ban cho anh chị em được kết hợp với Đức Kitô. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhận ra.